về mình ăn cháo thôi. Có là gì mình làm ăn cháo cũng được. Qua lại cho má ăn cái đi. Ủa cái này 15 ngàn luôn. Bán tôi cũng y như vậy 15 ngàn đi. Cho nửa ký em thử coi. Qua đây mua đồ hả? Đây là khách tham quan du lịch của Minh Tiền quý vị. Chợ chùa Chánh Kiểu này bán hàng bán rất là đông, rất là nhiều quý vị. Khách du lịch cũng rất là đông, rất là nhiều luôn quý vị. Đây bán đủ thứ cho nha. Đây bán khô cũng nhiều quá trời nhiều luôn quý vị. 100, 150 luôn quý vị. 180 cũng có luôn. Mập. Cái nào? Nửa ký 25. Cái đó nhiều. Này nửa ký 20, này nửa ký 25. Hello, chào với các bạn, chào tất cả các bác và anh chị em đến với kênh YouTube Đây Đó Vĩnh Long. Thì bây giờ thì Minh Tiền có mặt tại chùa Chánh Kiểu, còn gọi là chùa Trà Lôn. Thì giờ đây Minh Tiền sẽ giới thiệu với quý vị các bạn mình cái khu vực nơi đây cũng như bàn hàng buôn bán tại chùa Chánh Kiểu. Thì được biết thì bữa nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch năm 2023. Giấc này cũng là xế chiều ngày Chủ nhật của quý vị. Thì Minh Tiền dẫn đoàn đi tham quan du lịch trở về nơi chùa Chánh Kiểu để tham quan. Thì nhân dịp này thì Minh Tiền sẽ review cái buổi chiều ngày hôm nay để gửi đến quý vị các bạn của chúng ta một video mới của Minh Tiền. Mời các bạn của bác anh chị em mình cùng theo dõi video mới của Minh Tiền nhé. Hai chục ngàn quá rồi quý vị. Trong này là bán mắm hay gì? Dạ, gửi bên Mỹ luôn. Dạ, dạ. Bán đủ thứ cho quý vị. Quá trời bánh luôn quý vị. Hư bánh hết. Ủa chị cô ơi, vô con buồn mà. Cái đó phải mở. Cái này tự to có đó bị. Muốn về để mình ăn. Bồn muối về xả. Ừ, mới đó. Bồn bồn.
cánh phao. 25 ngàn ký. Không ký hả? Ừ, 1 ký. Bán mua nửa ký đi. Dạ. 25 ngàn. Một ký. Có bọc. Cái này sao mà không biết. Tại vì nó không có nên. Đây đây đi đây nè. Bánh trái đủ thứ luôn. Mắm này là mắm ở mà chùa Chánh Kiểu mà quý vị. Đây là tên của cái nơi bán mắm mà quý vị. Thảo Loan. Chùa Chánh Kiểu, số điện thoại là 0364880994. Sạp khô mắm Ba Khía, Thảo Loan. Khô gì con này 150, cái đó 120, 150 này 250. Đây bằng bánh quý vị. Khô đủ thứ. Bó hẹ 20 ngàn. Giờ đây thì Minh Tiền cũng xin khép video tại nơi đây. Minh Tiền cảm ơn quý vị, các bạn, của bác anh chị em mình đã quan tâm theo dõi hết video của Minh Tiền nha. Quý vị nhớ đăng ký cho Minh Tiền, ủng hộ cho Minh Tiền nha. Minh Tiền cảm ơn rất là nhiều nha. Minh Tiền xin hẹn quý vị, các bạn của chúng ta một video mới tiếp theo. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin chào và hẹn gặp lại sau. Bye bye nha.